We have prepared a very surprising and beautiful present to dedicate to two very special guests tonight, the ones who have made a great contribution to the development of the company. We will welcome you to a very special performance from an incredible artist whose talent is exceptionally rare in Vietnam. Kính thưa quý vị, nói về nghệ thuật vẽ tranh, những nghệ sĩ thường thổi hồn vào những nét vẽ của mình. Những cái hồn của bức tranh có thể nói lên được những đề tài về thiên nhiên, về cuộc sống. Nhưng ngày hôm nay, ngay tại khán phòng này, sẽ là một người nghệ sĩ. Và chúng tôi tin chắc rằng tài năng của anh được rất nhiều người công nhận. Và không để quý vị đợi thêm, sau đây chúng tôi sẽ mời lên sân khấu để có thể thổi hồn đến toàn khán phòng ngày hôm nay. Ladies and gentlemen, speaking about the art of painting, the artist always put their souls into every brushstroke, whether the painting portrays subject about the nature or daily life. And today, in this forum, is the presence of an artist that we are sure that his talent is recognized by many people. And now please join me to welcome on stage a very talented artist.
trên sân khấu chính là chân dung của ông Đặng Quang Chí, cựu cố vấn Bashi Sheraton Việt Nam. The current pictures on stage is a portrait of Mr. Đặng Quang Chí, former advisor of Bashi Sheraton Việt Nam. Trân trọng kính mời ông Đặng Quang Chí lên sân khấu để nhận món quà tri ân đầy ý nghĩa này ạ. Xin quý vị ông trọng tay được không ạ? So welcome on stage Mr. Đặng Quang Chí, former advisor of Bashi Sheraton Việt Nam, on stage to receive this very beautiful gift. Xin trọng kính mời ông Phạm Hoàng Nhân, tổng giám đốc công ty Bashi Sheraton Việt Nam sẽ lên tặng bức tranh đặc biệt này cho vị cựu cố vấn của chúng ta. Now Mr. Phạm Hoàng Nhân, chair directors of Bashi Sheraton Việt Nam will come up and give out this special painting to Mr. Đặng Quang Chí.